Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Hội nghị này nhằm phát huy trách nhiệm, nâng cao vai trò và vị trí của các cơ quan dân cử, góp phần đảm bảo các quyết sách của Quốc hội được thực thi có hiệu quả. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, mục tiêu của hội nghị là nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong việc đảm bảo những chủ trương, nghị quyết của Quốc hội được các ngành, các cấp quán triệt và triển khai kịp thời, đem lại tác dụng thực tế trong đời sống xã hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp mở rộng việc giám sát, kiểm tra, rà soát việc thực hiện triển khai toàn bộ những chủ trương quyết sách của Quốc hội khóa 13 từ kỳ họp thứ nhất đến nay, đánh giá tổng quan, rút kinh nghiệm trong công tác lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án năm 2013, về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 13. Một số đại biểu đề nghị các ủy ban, cơ quan của Quốc hội cần tổng hợp báo cáo của các bộ ngành trung ương về việc thực hiện những nội dung mà Bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 13 vừa qua để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Có đại biểu đề xuất trong quá trình giám sát, các đoàn đại biểu Quốc hội cần chỉ rõ những cơ quan, tổ chức, cá nhân cụ thể trong các báo cáo để xác định trách nhiệm, không nên chỉ đánh giá, nêu trách nhiệm một cách chung chung để đảm bảo chất lượng của hoạt động giám sát.